xuống vài trăm nghìn, cho đùa quá lố của cư dân mạng. Đùa quá lố Một chiếc điện thoại Huawei hơn 20 triệu đồng mà trả giá chỉ vài triệu đồng hay thậm chí là vài trăm ngàn đồng. Không biết các bạn đó đang nghĩ gì? Anh Hùng, một kỹ thuật viên ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Theo anh Hùng, sự việc Huawei và Google dừng hợp tác khiến cho người dùng hoang mang nhưng cả hai ông lớn này cũng đều cam kết không gây thiệt hại cho người dùng. Vậy nên... Không thể một chiếc điện thoại đang vài chục triệu đồng mà có thể lao dốc xuống chỉ còn vài triệu và thậm chí vài trăm ngàn đồng. Chuyện hết sức tào lao, anh Hùng vừa nói vừa tỏ thái độ bức xúc. Anh này cho biết, giá có thể sụt giảm vài trăm hoặc cao lắm cũng một, hai triệu đồng trở lại đối với điện thoại cao cấp so với thời điểm chưa có sự việc đánh vào Huawei. Còn những mẫu điện thoại dưới 10 triệu đồng, giá chỉ sụt giảm so với trước vài trăm ngàn đồng. Lấy ví dụ điển hình, anh cho biết, một mẫu Huawei Nova -E 3i đã qua sử dụng đang chào giá bán khoảng 3,3 đến 3,7 triệu đồng. Ở hai tuần trước, giá người dùng trào sang tay cũng ở mức 3,8 đến 4 triệu đồng. Vậy có giảm thì chỉ giảm vài trăm ngàn đồng. Quan sát ở hầu hết các diễn đàn giao vật và những hội nhóm người dùng Huawei ở Việt Nam, lượng người dùng giao bán smartphone Huawei có tăng và giá chào ra cũng không có giảm nhiều so với trước. Tuy nhiên, đáng nói nhất là việc người dùng vào trả giá vô tội vạ. Một tài khoản trên Facebook đăng bán thiết bị NOVA 3i trên cộng đồng Huawei Việt Nam với giá 3,5 triệu đồng, ngay lập tức một số người dùng nhảy vào trả giá 300.000 đồng, 500.000 đồng. Sự việc này khiến cho nhiều thành viên trong hội người dùng Huawei bức xúc và thể hiện ngay quan điểm. Một tài khoản gay gắt, 300.000 đồng về làm mâm cỗ cũng đi. Trước sự gay gắt của nhiều người, những người trả giá vài trăm ngàn đồng đã lên tiếng là đùa giỡn, nghịch tí cho vui thậm chí một số người dùng vào trong các hội nhóm đăng tin mua lại điện thoại Huawei cao cấp với giá chỉ vài triệu đồng cũng bị quản trị viên xóa bài, buộc rời khỏi nhóm. Một quản trị viên của một hội nhóm Huawei khác cho biết, lượng đăng bán smartphone có tăng trong một tuần trở lại đây. Mọi việc trao đổi mua bán vẫn diễn ra xôm tụ nhưng có xuất hiện những tình trạng trả giá như vả vào, vào mặt người khác. Thời gian vài ngày trước khi thông tin mới xuất hiện, nhiều người trả giá vài trăm ngàn cho các điện thoại Huawei, người bán thường bỏ qua vì nghĩ là đùa giỡn. Tuy nhiên, Đến thời điểm này, nhiều người còn quá, lây lội, đua quá chớn khiến cho người bán, người yêu thích Huawei và cả quản trị hội bức xúc. Quản trị viên này chia sẻ và nói rằng, người dùng trên mạng xã hội nên có trách nhiệm với lời mình nói ra, tránh gây hoang mang cho người dùng trước sự việc thông tin chưa thực sự đi đến hồi kết. Nhà bán lẻ thu mua như trước Về phía các hệ thống bán lẻ, các đại diện cửa hàng đều cho biết, việc thu mua và đổi sản phẩm Huawei đã qua sử dụng vẫn diễn ra bình thường. Ông Nguyễn Đạt Đại diện di động Việt cho biết, người dùng đã mua điện thoại Huawei tại cửa hàng đều được thu mua và đổi sang điện thoại mới theo đúng chính sách hậu mãi và thu mua của công ty mà không có gì thay đổi như trước. Một đại diện thế giới di động cũng trả lời khách hàng trong thời điểm này. Các sản phẩm Huawei mua tại hệ thống này còn hạn bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì thu mua với giá 80% giá sản phẩm trên hóa đơn trong tháng đầu tiên. Trong chính sách thu mua này, các tháng sau mỗi tháng cộng thêm 5% phí. Đối với các sản phẩm khác được mua từ hệ thống khác, Ông đạt cũng cho biết vẫn sẽ thu mua khi khách hàng cần đổi máy, giá thu mua hiện nay đối với các sản phẩm Huawei sẽ rẻ hơn khoảng 20 đến 30% so với giá trị thực của máy. Tất nhiên, không có chuyện máy rẻ hơn nửa giá, thậm chí bán tháo bán đổ vài trăm ngàn như đồn thổi vừa qua. Gia Hưng